Theo thông tấn xã Việt Nam đưa tin, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan này đã phê duyệt hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với tổng số 36 trạm. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này trong năm 2025 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đến nay, có 9 trạm đã và đang đầu tư xây dựng, 6 trạm đã đưa vào khai thác, một trạm đã đưa vào khai thác một bên, đang đầu tư một bên, hai trạm đang đầu tư xây dựng một trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc hữu nghị chi lăng hai trạm trên tuyến do tổng công ty đầu tư phát triển đường bộ cao tốc việt nam vec quản lý đang triển khai thủ tục đầu tư với 24 trạm thuộc các dự án thành phần cao tốc bắc nam phía đông có 8 trạm đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phối hợp với các địa phương sớm bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu khu vệ sinh bãi đỗ xe trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 và hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2025. Với 13 trạm còn lại, Bộ Giao thông Vận tải đang đôn đốc các đơn vị cập nhật nội dung hồ sơ mời thầu theo thông tư mới, tổ chức phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2024. Để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian chờ các trạm dừng nghỉ hoàn thiện công tác đầu tư đưa vào khai thác, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức 8 điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông chưa có trạm dừng nghỉ. Cụ thể, đoạn từ Hà Nội đến Vinh, bên cạnh hai trạm của nhà đầu tư đang khai thác là trạm của VEC tại km 227 tỉnh Hà Nam và trạm Xuân Khiêm km 269 tỉnh Ninh Bình trên đoạn Pháp Vân, cao bổ bố trí 3 trạm tạm đoạn từ Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình đến Vinh, tỉnh Nghệ An. Đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bố trí 5 trạm tạm gồm 3 trạm tạm theo hướng từ Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh và 2 trạm tạm theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang. Đối với đoạn tuyến Cam Lộ, La Sơn nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế có chiều dài hơn 98 km. Hiện nay được bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại km 64 200 trái tuyến và km 77 800 phải tuyến đảm bảo dừng nghỉ cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã cung cấp và thống kê các vị trí trạm dừng nghỉ, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với đường bộ cao tốc thông qua các nút giao để các phương tiện biết và có thể sử dụng tạm.